Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Vui Nước Rút cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, như vậy là sau 5 chặng đua đầu tiên thì ngày hôm nay đoàn đua có một ngày nghỉ tự do tại thành phố Huế để phục hồi thể lực. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng điểm lại những điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý trong 5 chặng đua đã qua, cũng như hướng tới những chặng đua quan trọng sắp tới. Và cùng đồng hành với thân trong chương trình ngày hôm nay sẽ được giới thiệu vận động viên Nguyễn Hoàng Sang của ekip Đồng Nai. Xin chào Sang, một ngày nghỉ tự do của Sang tại cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra như thế nào? Dạ, trong một ngày nghỉ thì không riêng vì Sang và tất cả các đội khác cũng vậy, thì dành một ngày nghỉ này để là một cái ngày hồi phục, có thể là đi quay thả lỏng và ngâm đá để hồi phục và massage, để làm sao bước qua một cái giai đoạn mới thì cơ thể mình sẽ thích nghi với một cái thể trạng mới. Như đã nhiều lần giới thiệu đến quý vị khán giả thì Nguyễn Hoàng Sang là một trong những tay đua Việt Nam đầu tiên áp dụng khoa học và công nghệ vào trong tập luyện cũng như thi đấu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Hoàng Sang điểm qua những dấu ấn chuyên môn của các chặng đua đã qua bằng chính những thông số kỹ thuật. Hãy nói về chặng đua đầu tiên vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm tại thủ đô Hà Nội. Đó là chặng đua mà bản thân Thái Ân rất ấn tượng với màn trình diễn của Phạm Lê Xuân Lộc, tay đua thuộc ekip quân khu 7. Xuân Lộc đã thắng Spring 1, rồi sau đó rất nỗ lực đeo bám nhóm vận động viên nước ngoài và về đích thứ hai chỉ sau Perikunov thôi. Là người cũng tập luyện cùng với Xuân Lộc tại đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 32 tới đây thì Sang có thể nói gì về người đồng đội trẻ này? Lộc tập cùng đội tuyển với em thì khá lâu rồi mà em mới thấy phát hiện được một vận động viên trẻ đạt những cái thông số cao và đều như vậy. Trong một cái ngọn đèo dài hơn 20 phút thì mấy có thể giữ khoảng 295-300W. Và ở đội tuyển thì huấn luyện viên Nguyễn Nguyên Hùng cũng đã thay đổi kế hoạch tập luyện và đổi mới thiết kế làm sao để tập luyện có hệ thống và dựa vào những cái hệ thống đó và dựa vào để kiểm tra các công suất đạp. Và trong các bài buổi kiểm tra đó thì em Lộc luôn đứng nhất nhì ở đội tuyển. Và thật sự mà nói là ở chặng 1 nên cũng không quá bất ngờ khi em Lộc đạt một cái thành tích tốt như vậy. Trong những cái lúc mà thoát đi như vậy thì em ấy phải luôn giữ trên ngưỡng của cơ thể của mình. Phải nói là tim hoàn toàn phải trong 20km đó, nhịp tim phải trên 180. Vâng, Phạm Lê Xuân Lộc chắc chắn sẽ là một cái tên còn được nhắc đến nhiều ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Nhưng mà ở một cuộc đua đường trường có lộ trình dài và khắc nghiệt như vậy thì Xuân Lộc sẽ phải giữ cho mình sự tập trung tối đa trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo trắng với những ứng viên khác như là Trần Khánh Duy của Vĩnh Long hay đặc biệt là Lê Hải Đăng của Đồng Tháp. Còn với cuộc chiến áo vàng thì rõ ràng là Perikunov, tay đua người Nga của tập đoàn Lộc Trời An Giang đã cho thấy được sức mạnh của mình ở những chặng đua đầu tiên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Nhưng một câu hỏi rất lớn mà giới chuyên môn và cả người hâm mộ đặt ra vào thời điểm này là liệu khả năng đi đèo của Perikunov sẽ như thế nào? Đối với Sang thì Sang đã có thu thập được những dữ liệu về những con số kỹ thuật của vận động viên này trong những cuộc đua trước đó mà anh đã từng tham gia chưa? Chắc chắn là có rồi anh thấy không? Vì tất cả các vận động viên mà đến Việt Nam thi đấu thì Sang luôn tìm hiểu các vận động viên này. Sang nghiên cứu ở năm 2021 thì vận động viên Perikunov thi đấu cho đội Gambo ở giải cấp cao châu Âu. Sang thu thập được dữ liệu mà Perikunov thi đấu ở trận 2 ở giải Saka Tour 203km ở một cái ngọn đèo cuối dài 7km và độ dốc là 6%, mà anh ấy có thể đạt được 410W. Thì so với số ký mà anh ấy công khai thì anh ấy đang hiện tại là khoảng 70-71kg. Thì cái công suất tương đối của anh ấy là đạt khoảng 5.6-5.8W/kg. Thì ở một cái ngọn đèo cuối trên có một cái chặng thi đấu mà trên 200 cây, thì mà anh ấy đã đạt được cái ngưỡng công suất đó thì phải nói là rất là khủng. Vận động viên này là một vận động viên trẻ, so với các vận động viên ngoại binh còn lại thì đang đánh giá khá cao về vận động viên này. Chúng ta sẽ chờ đợi chặng đua thứ 7 từ Huế về Đà Nẵng tới đây, đi qua ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là đèo Loan Hải Hải Vân. Có thể sẽ là thời điểm mà chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn được năng lực đi đèo thực sự của Perikunov. Và Sang cũng đã từng chia sẻ về những thông số kỹ thuật của các tay đua mạnh khác đã từng thi đấu tại đèo Hải Vân. Thì đối với Sang thì Sang dự đoán như thế nào về diễn biến của chặng đua thứ 7 tới đây khi mà các tay đua sẽ thi đấu qua ngọn đèo loại 2 này? Ở đèo Hải Vân thì mỗi năm cầm khoảng 320-330W trong vòng 18 phút để leo cùng với một cái nhóm đầu. Và
Nhưng ở Hải Vân độ dốc không quá nặng thì cái yếu tố mà đúp gió cũng rất là quan trọng. Những cái khúc nặng nằm chủ yếu ở đoạn 4-5 km đầu và 1-2 km cuối. Mà năm nay có nhiều vận động viên tay mạnh hơn mọi năm. Nếu thoát ra và top mà vận động viên mạnh ở phần đèo thì nhóm này có thể một xích và bỏ với cái phần nhóm sau khá là xa. Nên năm nay vận động viên không chỉ cần cầm power đều mà cũng sẽ có những lúc đoạn dốc nặng, các vận động viên tấn công nhiều thì có thể giật lên khoảng trên 400W và làm đi làm lại nhiều lần như vậy thì dễ vận động viên nào không chịu nổi thì rất là dễ bể máy. Thì khi mà bể như vậy rồi thì sẽ thua rất là xa và không còn khả năng tranh chấp tổng sắp nữa. Ngoài chặng 7 ra thì tới đây cũng sẽ có một chặng đua quan trọng khác là chặng 9 thi đấu nội dung tập đội tính giờ tại thành phố Quảng Ngãi, cũng là một trong những nút thắt chuyên môn cực kỳ quan trọng. Thì Sang đánh giá như thế nào về lộ trình thi đấu ở chặng đua này và những dự đoán của cá nhân Sang về thứ hạng các đội đua? Như mọi người cũng thấy các chặng vừa qua thì phải nói là năm nay tập đoàn Lộc Trời là một đội mạnh nhất ở cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 này, và Sang nghĩ họ sẽ quyết chiến thắng ở cái trận đồng đội. Và một đội mà Sang nghĩ kế đó nữa là đội Dược Domisco Đồng Tháp, vì các trận vừa qua đội Dược Domisco Đồng Tháp không có thực sự bung hết khả năng của họ. Họ chỉ chờ vào đánh vào các ngọn đèo và trận đồng đội tính giờ, theo Sang nghĩ là như vậy. Và nếu mà thành phố Hồ Chí Minh, Sang nghĩ cũng có những cái mắt xích và các vận động viên tốt về khả năng cá nhân tính giờ như là Nguyễn Tuấn Vũ hay Nguyễn Trương Tài, nhưng mà họ lại mất đi một vận động viên thứ 6 và thứ 7 là vận động viên Trần Lê Minh Tuấn và Nguyễn Thắng, vì hai vận động viên này không có khả năng tốt về cá nhân tính giờ. Nên sẽ nghĩ ba hàng đầu của đồng đội tính giờ sẽ là tập đoàn Lộc Trời An Giang, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh Vinamilk. Rất cảm ơn Nguyễn Hoàng Sang đã dành thời gian trong một ngày nghỉ tự do tại thành phố Huế để cùng chúng ta phân tích lại những cái điểm nhấn chuyên môn và dự đoán về những cục diện sắp tới của cuộc đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 này, và chắc chắn chúng ta sẽ còn chờ đợi rất nhiều những diễn biến hấp dẫn. Và đến đây thì chương trình Vua Nước Rút cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Chặng 6 cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, vòng đua thành phố Huế mộng mơ qua hai cây cầu Trường Tiền, Phú Xuân. Vòng đua ngắn cùng những cua gắt, chắc chắn sẽ có sự tranh chấp mạnh mẽ tại đích đến từ các chân nước rút. Truyền hình trực tiếp chặng 6 cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, 8 giờ ngày 8 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.